tại khách sạn Đà Lạt Palace đã diễn ra chương trình triển lãm ảnh của nhà nhiếp ảnh MPK Nguyễn Phước với chủ đề Ngo. Lấy chủ đề Ngo để đặt cho bộ ảnh với 72 tác phẩm, bởi đây là loại cây đặc hữu và gắn liền với cuộc sống của con người Đà Lạt từ khi hình thành phát triển đến hôm nay. Phải qua 12 năm chắc chiều, rong rủi, bắt nhịp từng khoảnh khắc, Nhếp ảnh gia MBK mới hoàn thành được một bộ ảnh đặc sắc để gửi đến người xem về quá trình phát triển của hạt thông từ khi nảy mầm cho đến khi trưởng thành. Cùng qua bộ ảnh, tác giả mong muốn gửi đến thông điệp về giá trị sống của một đời người, đồng thời phải biết trân quý và gìn giữ những gì thiên nhiên đang ban tặng cho thành phố cao nguyên Đà Lạt, để mỗi ngày càng thêm xanh. Truyền lãm ảnh ngò của nhiếp ảnh MBK, Nguyễn Phước sẽ kéo dài đến hết ngày 5 tháng 1 năm 2023.